đang lo lắng mua phải những chiếc đồng hồ không tốt. Bạn đang lo sợ hư hỏng trong quá trình sử dụng. Bạn đang lo ngại về vấn đề giá cả. Bạn đang tìm một chiếc đồng hồ thời thượng nhất hiện nay. Hãy đến với VWatch chúng tôi. Mọi âu lo của bạn sẽ được giải quyết. Đối với phái đẹp chúng ta, khi đeo đồng hồ không chỉ đơn giản để coi giờ mà là phái đẹp phối hợp thời trang và phối hợp office. Đồng hồ đeo tay cũng giúp cho chị em chúng ta tự tin hơn, tạo ấn tượng tốt đối với đối tác, nhà tuyển dụng. Hôm nay chị em chúng tôi sẽ mang đến cho phái đẹp một chiếc đồng hồ siêu sang trọng, giúp chị em thu hút hơn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng phái nam hơn. Đó chính là chiếc đồng hồ chính hãng đến từ nhà Melissa. Melissa, lắc tay, đá vuông. Đồng hồ Melissa là thiết kế duy nhánh của thương hiệu Davana. Xuất xứ từ đâu thì video trước em đã nói rồi. Chị em nào muốn tìm hiểu thì xem lại video giúp em nhé. Cũng giống như những chiếc đồng hồ chính hãng khác, thì đồng hồ Melissa được cấu tạo bởi khung thép không rỉ 316L, bộ máy pin nhặt bền bỉ, vận hành êm ái. Thiết kế thì được lấy cảm hứng từ những chiếc lắc tay lắc đánh, vừa có thể làm trang sức, vừa có thể coi giờ được. Dây thì được đính phun đá vuông bốn cháu chắc chắn. Mẫu này hiện tại bên em đang có hai màu, một màu vàng hồng và một màu trắng, tùy theo sở thích của mỗi người mà có thể chọn cho mình một con đồng hồ thích hợp. Bên em cam kết 100% chính hãng, miễn phí sửa chữa tất cả các vấn đề về bộ máy trong thời gian bảo hành. Chị em còn thắc mắc thì hãy liên hệ với bên em để bên em giải đáp mọi thắc mắc nhé.